xin hãy cho tôi một lần. So, if you maybe a little less with your head, it's a more of a jazzy number, right? Yes. So you can get live in that music. Em phải nhớ đây là cái bài jazz. Tên không xót xa có nên gọi là tình. Đời không đáng cay có nên đâu. Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần thôi đưa quan đầu đưa giữa mơ. How'd you feel? Có rung không? Có rung không? You'll get it. Good voice. Thank you. Hãy cùng đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1:30 chiều Chủ nhật hàng tuần bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. SBTN Voice.